Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Active License cho các thiết bị Fortinet, bao gồm cả Firewall FortiGate. Đầu tiên, để Active License thì các bạn cần có một tài khoản trên FortiCloud. Tài khoản này thì các bạn có thể sử dụng Gmail hoặc là email doanh nghiệp đều được, miễn sao các bạn có thể truy cập vào mail đó để Active tài khoản. Để đăng ký thì các bạn truy cập vào trang login.forticloud.com. Chọn Login and Register. Chọn Register để đăng ký một tài khoản. Nhập email vào phần Account Email, các bạn dùng mail nào cũng được. Nhấn Register. Phần tiếp theo các bạn nhập đúng CAPTCHA là được. Các bạn lưu ý là đúng chữ Hoa, chữ thường nhé. Nhấn Get Email Verification Code. Sau đó FortiGate sẽ gửi một email về. Các bạn check mail để lấy code. Copy code vào và nhấn Next. Tiếp theo là tạo password. Các bạn cần tạo password theo đúng yêu cầu bên dưới. Cuối cùng là nhập thông tin về doanh nghiệp thôi. Các bạn nên nhập đúng thông tin doanh nghiệp và số điện thoại để sau này nếu có vấn đề gì cần tạo claim thì liên quan đến hỗ trợ hoặc bảo hành thì Fortinet sẽ liên hệ theo các thông tin này. Nhấn Submit. Tích đồng ý với các điều khoản và nhấn Register. Nhấn Complete. Sau khi có tài khoản thì các bạn login với tài khoản vừa tạo. Menu quản lý thiết bị là Asset Management, nó là một menu nhỏ trong FortiCloud. Nếu các bạn đang ở một mục khác thì có thể chọn Service. Asset Management là chúng ta có thể vào được giao diện này. Mục Support thì chúng ta có thể download firmware hoặc tạo cây với hãng. Để ép thiết bị vào Cloud thì các bạn vào menu Product. Product List. Bắt đầu thì tài khoản sẽ chưa có thiết bị nào. Các bạn nhấn Register More để ép thiết bị vào. Nhập Serial vào ô Registration Code. Nếu các bạn đã ép thiết bị vào và muốn Renew License thôi thì chúng ta chỉ cần nhập License Certificate Number vào. License Code sẽ được cấp cho End User trong một file PDF. Các bạn có thể mở file này ra và copy code vào. Mình đang ép thiết bị nên mình sẽ copy Serial vào. Mục End User Type chọn là Non-Government, nhấn Next. FortiCloud Key thì các bạn xem trên tem của thiết bị nhé. Trên Firewall sẽ có một tem ghi Cloud Key. Các bạn nhập đúng Cloud Key là được. Một số thiết bị cũ không có Cloud Key trên tem thì khi các bạn nhập Serial xong thì FortiCloud cũng không yêu cầu một Cloud Key này. Product Description thì là tùy chọn thôi, các bạn nhập mô tả cho Firewall này. Fortinet Partner thì các bạn có thể chọn Unknown cho nhanh nếu không biết chính xác. Nhấn Next. Cloud Key các bạn nhập liền không có dấu cách nhé. Chọn đồng ý các điều khoản của Fortinet. Tích chọn đồng ý và nhấn Confirm.
Nhấn đăng để hoàn tất đăng ký. Sau khi thêm thiết bị xong thì các bạn vào phần Product, Product List. Các thiết bị mà các bạn đã ép vào sẽ hiển thị ở đây. Để kiểm tra tình trạng license của firewall nào thì các bạn nhấn vào serial của sản phẩm đó. Cột Entitlement sẽ là các license mà các bạn đã mua. Để xem chi tiết ngày kích hoạt và ngày hết hạn thì các bạn click vào biểu tượng ở góc bên phải này. FortiCloud sẽ hiển thị cho chúng ta chi tiết ngày kích hoạt và ngày hết hạn ở đây. Nếu các bạn đã mua license và gần hết hạn thì chúng ta có thể tiếp tục mua license tương đương để gia hạn. Sau khi mua, Fortinet sẽ cấp cho chúng ta một file PDF chứa registration code hoặc contract number. Chúng ta sẽ cần có các thông tin này. Sau đó thì vào menu Product List. Click vào firewall muốn gia hạn. Kéo xuống dưới, chọn Renew Contract. Nhập contract number vào. End User Type vẫn chọn A Non-Government User và nhấn Next. Các bước tiếp theo thì các bạn chỉ cần điền hoặc tích vào các yêu cầu, điều khoản của Fortinet thôi. Hiện tại mình chưa có cây nào để demo, tuy nhiên thì nó cũng giống như khi các bạn ép firewall vào cloud. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn Active License cho các sản phẩm Fortinet, bao gồm cả firewall FortiGate. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay là gặp khó khăn gì trong quá trình cài đặt thì các bạn cứ comment dưới video để mọi người cùng thảo luận và trao đổi kinh nghiệm nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.